vườn dưa lưới hơn một sào được trồng trong nhà lưới của nông dân Phan Văn Lĩnh đã chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch. Những trái dưa đẫy đà, gân đều, có trọng lượng trên dưới 2 kg chuẩn bị được ngắt nước, tạo ngọt trước khi vào thời điểm thu hoạch. Dưa đến độ chín sẽ có thương lái vào tận vườn thu mua với giá 20-30 ngàn đồng một kg, kết nối với các thị trường liên tỉnh mà không phải đi chào hàng, bán lẻ như nhiều mặt hàng nông sản, cây trái trước đây. Chủ vườn chia sẻ rằng trồng dưa nhà màng giúp che chắn mưa nắng, ngăn côn trùng, xâm nhập, nên hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho sản phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe người trồng và người tiêu dùng. Nếu gặp thời tiết tốt, năng suất dưa lưới có thể đạt trên dưới 3 tấn một sào. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu nhập 30 triệu đồng một sào một vụ. Đây là mức thu nhập tốt và ít rủi ro hơn nhiều loại cây trồng trước đây. Bà con ở đây thì cũng có một ấn cũng làm trước ở trên Gia Nhín ấy, thì họ giới thiệu cái mô hình này thì tôi thấy cảm thấy là nó được hiệu quả nó cao nên chuyển đổi qua trong dưa lưới. Cái này thì mình có người dẫn dắt, có kỹ thuật, họ kiếm luôn nhà màng này, họ báo kỹ thuật cho mình các bệnh tật rồi là phân bón các thứ là họ sẽ báo cả đầu ra cho mình luôn. Bên cạnh mô hình dưa lưới của anh Phan Văn Lĩnh, toàn huyện Chư Bả cũng có thêm nhiều mô hình dưa lưới được nông dân trồng thành công tại 4 xã, tập trung chủ yếu tại Nghĩa Hưng, xã Gia Nhiên với tổng diện tích trên 10 hectare. Đặc biệt Gia Nhiên có khu liên kết trồng dưa lưới tập trung liền kề, đem lại thu nhập ổn định và cao hơn nhiều so với cây trồng truyền thống. Dưa lưới hiện đang là loại trái cây được ưa chuộng trên thị trường, có thời gian sinh trưởng khoảng 2-3 tháng tùy theo giống dưa. Mỗi sào dưa lưới được trồng theo quy trình Việt Gáp, tuân thủ chặt chẽ các quy định về sử dụng vật tư, phân bón, hoàn toàn bằng công nghệ tưới tiêu thông minh. Trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao giúp tiết kiệm được nước tưới, ít sử dụng nhân công, thuốc bảo vệ thực vật. Đây được coi là một trong số những mô hình hiệu quả nằm trong định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân. Ban đầu làm thì rất bỡ ngỡ, nhưng sau khi đã cũng nhờ người tư vấn rồi họ báo họ chỉ dẫn cho, bây giờ bản thân tôi đã thu được 3 vụ rồi, thì thấy bắt đầu nói chung cũng tính ra thì nó cũng rất hiệu quả. Mình cứ bơm nước vào bể, rồi mình có đồng hồ là mình hẹn giờ, là mình hòa phân vào bể, bắt đầu đến hẹn giờ là nó tự chạy xong rồi nó tự tắt. Là bây giờ nó cũng càng ngày thì nó hiện đại, bây giờ làm thì nó cũng đỡ vất vả. Công nghệ cao hiện nay trên địa bàn hiện nay rất phát triển, nhưng mà đặc biệt là cái dưa lưới hiện nay đang phát triển ở 4 xã, là xã Gia Nhiên, xã Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Hòa và xã Gia Ca. Đặc biệt là xã Gia Nhiên thì hiện nay là tổng số rất mạnh, tổng số 4 xã này hiện nay trên 10 hectare. Bà con hiện nay là nói chung là nắm bắt cái nhung là nắm bắt khoa học kỹ thuật ngày phát triển nhân rộng ra cái mô hình này, đang nhân rộng ra trên địa bàn trên toàn huyện. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đã mở ra triển vọng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chư Bả. Đây cũng là cơ hội giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.